Ok, như vậy là mình quay trở lại với channel của mình là Trung Sugi đây. Ok, hôm nay chúng ta cùng nhau lên con xe rồi hướng về chỗ làm animation. Đây là phần mềm Maymator đây nhé. Các bạn có muốn làm một cái animation như thế này? Thực ra cái này mình chưa làm xong nhưng mình đang làm thôi. Cái này mình delay hơi hơn 2 tháng rồi do mình đang bận việc thôi. Thì đây là một cái animation. Và đây mình sẽ show cho các bạn. Mình thấy. Còn đây chính là một cái ảnh Minecraft. Các bạn có thể làm dạng như là này, rất đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp. Đây, cái ảnh để anh là gì đây này. Không biết mình còn để ảnh trong đây không ta? Đây nè. Đây. Các bạn có thể làm một cái thumbnail animation như thế này. Cái này mình làm mờ mày rồi hơn không bỏ qua đi. Ok thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải Maymator cũng như là làm quen với phần mềm này. Thì để mình tắt cái này nhé. Không quan đâu. Ok. Thì bây giờ các bạn cứ vô Chrome cho mình. Đấy. Đấy thì bạn cứ ghi cho mình Maymator, cứ ghi vậy bình thường đi. Nó sẽ ra một cái trang web cho bạn là maymator.com. Bấm vô. Nó lâu vậy ta. Đây là trang web Maymator này. Tại các bạn vô nhìn nó nhìn dở lắm, nhưng thực ra thì tùy đứa các bạn. Đứa thì làm khó, đứa làm dở. Thì đây cái này là phần download. Bạn bấm vô download. Thì trong đây nó có hai phần là Download Installer và Download Achieve. Thì mình sẽ bấm Download Installer. Các bạn bấm Download cái này cũng được, nhưng mà mình nghĩ là cái này thì hai cái giống nhau mà không có gì đâu. Còn cái phần này là những phiên bản cũ hơn. Bạn nào mà chịu dân chơi thì dùng được 1.1, 1.3, 1.5, 3.3, đó, này. Đó, nhiều lắm. Đã lâu dữ. Ok các bạn, nó đang gần xong rồi nè. Đấy, đây, nó đã xong rồi. Đây ơi, tớ mệt quá. Đây, đây, nó đã xong rồi, đây. Đã xong rồi các bạn, vô cái phần document các bạn download. Đây, nó sẽ cái này, các bạn bấm vô và cài đặt bình thường thôi. Đây, khi mà cài đặt xong nó sẽ tự động chạy cho các bạn luôn, rất là tiện ích. Thì đợi mình tới vậy thôi. Ok thì đây mới vô giao diện thì các bạn không có cái phần này đâu, nhưng mà hiện giờ mình đang làm cái dự án á, cho nên có rất là nhiều thứ linh tinh lên ta. Thì đây bên đây nó sẽ có là new project, open project, tutorial. Các bạn có thể bấm tutorial đây để coi thử cái tutorial của nó như thế nào thôi. Hướng dẫn thì toàn tiếng Anh không, cho nên mình sẽ làm bằng tiếng Việt luôn. Đây. Nó để create của Unseous Scenic luôn. Đây thì bạn nào mà em hiểu tiếng Anh thì có thể vô đây coi cũng được. Để hướng dẫn từ A đến Z luôn, rất là đã. Nhưng mà không sao, mình sẽ fix up lại, nói chung làm hướng dẫn lần đầu luôn. Đây. Đây là cái channel của mình làm về intro rất là nhiều, cho nên mình đã em hiểu về mấy thứ này, chứ một vài cái mình chưa hiểu hết lắm. Nó rất là nhiều cái năng cao, sau này mình sẽ hướng dẫn sau cùng. Đây thì mình nhớ là hồi trước là mình đao về á, nó sẽ có hiện lên một cái ngôi sao chỗ này nè. Các bạn bấm vô New Project nó vẫn có hiện lên ngôi sao chỗ này, nó nhắc nhở các bạn. Các bạn bấm vô chỗ đó thì nó sẽ đưa các bạn tới một cái trang đây Upgrade Maymator nè. Các bạn bấm vô I would like to donate. Cái này là tôi muốn đồ này cho bạn. Thì bao nhiêu đô thì các bạn muốn đồ này thì tùy các bạn thôi. Hoặc là các bạn có thể bấm vô chỗ này và get key. Nó sẽ cho bạn một key, copy vô Ctrl C và vô đây paste rồi enter xong. Để các bạn đã có một cái Maymator full rồi, full version luôn, không phải free trial nha.
cái này free chứ đâu phải như sao cũng đây hay là Blender, phải Express sao cũng được cũng vậy. Đó, đây rồi thì mình sẽ vô cái chương trình đầu tiên, các bạn bấm vô New Project nó sẽ hiện ra một cái này. Đấy thì name thì các bạn nhập tên với ví dụ như là Trung đẹp trai chẳng hạn. Author thì không cần ghi cũng được, description không cần ghi cũng được, folder thì các bạn có thể đổi cũng được, tại vì khi các bạn tải xong á nó sẽ đưa vô folder admin cho các bạn. Cái này không biết vì sao cái tên của mình lại hs nữa, nhưng mà thôi kệ đi. Đây là gồm phần data particle project cinematic skin. Cái skin này thì cái này mình lưu giữ thôi, không có gì đâu. Nhưng mà cinematic với cái project với cái particle này, cái particle đây là nó có sẵn cho tụi mình, thì gồm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Còn cái project thì mình sẽ tạo thì nó sẽ lưu trong đây cho mình. Bạn nào muốn gì là project của mình thì cứ vô đây thôi. Cinematic, các bạn đừng để ý mấy cái này nha. Cái cinematic thực sự á nó chỉ gồm cái nature với lại building and structure thôi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tới phần chính. Thì đây new project, chúng ta sẽ tạo một cái project gì đó, ví dụ như là tutorial ba la ba la ba la gì đó. Author thì như mình nói không cần ghi cũng được. Đây khi chúng ta tạo xong nó sẽ ghi project create, các bạn có thể view folder ngay tại đây luôn. Đây nó sẽ ghi đây tutorial đây đó. Đây đây chính là khung cảnh của thế giới, một thế giới phẳng như trong Minecraft luôn. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua những số cái nút này để các bạn nắm bắt rõ hơn. Thì đầu tiên là cái thanh chân này, cái này là tạo một cái folder mới. Bạn bấm vô nó sẽ hiện lên cái bảng là lưu cái project này và tạo một cái project khác. Mình bấm Z nó sẽ cho mình tạo cái project khác nhưng mà không cần đâu. Còn cái này là lấy là lấy keyframe hay là object hay particle gì đó từ cái phần này, từ cái phần cinematic này, hoặc các bạn lấy cái này, hoặc là lấy cái nature này, đấy, hoặc là lấy particle. Cái thứ ba là open existing project, có nghĩa là các bạn lấy những cái project đang tồn tại ở trong máy tính các bạn, ví dụ như đây là những project đang tồn tại trong máy các bạn nè, bấm vô một cái nó sẽ lock hết tất cả và nó sẽ tắt cái này và hiện cái các bạn nhấn vô thì cái này thì sau này mình sẽ hướng dẫn sâu hơn thôi. Nó sơ sơ ấy dạ lát rồi à cái gì ấy chưa, nó sẽ đưa cái project cho các bạn hiện một cái project khác cho các bạn. Ok giờ mình sẽ quay lại cái này. Còn cái này chỉ là save thôi, còn cái này là save project s, nó giống như là trong Word với Excel hay là mấy cái thứ khác lên tên thôi. Còn cái này là xuất animation, khi nào mà các bạn làm animation các bạn bấm như thế này, cái này là xuất ảnh đấy. Còn mấy cái setting này thì không có nhiều hết, ví dụ như muốn xuất avatar thì kết cấu như đây đấy, HD thì như đây, FHD thì 1080, QHD 1440, ba la ba la, thì cao nhất đó chính là UHD 4K cinematic luôn. Ở đây là remove background, ví dụ như các bạn render cái này background nó biến mất. Ở đây là include hidden object, ví dụ như là cái kiếm, mình ẩn cái kiếm đây, mình render cái kiếm thì tự hiện động hiện ra. High quality rendering, cái này tất nhiên là phải bật rồi chứ không là nó low đấy. Cái này cũng tương tự, frame thì các bạn chỉnh 60 nếu muốn, hoặc là 30 cũng được các bạn thôi. 60 thì render đó lâu hơn tí, video quality thì mình hay là chỉnh best. Nếu mà các bạn nào chịu nổi thì chỉnh best cũng được, nó cũng tương tự như cái 360 nè, nhưng mà render lâu hơn tí. Khi các bạn là cái này nên chọn M34, tại vì M34 thì nó cũng rất là quen thuộc và cũng ok trong phần render. Và cái video size thì nó giống như cái image size thôi. Cái gì đó include audio, có nghĩa là mình ghép một cái nhạc vô đây, mình tắt cái nhạc đi thì nó sẽ tự bật cái nhạc cho mình luôn trong đây luôn. Còn nếu mà mình tắt nhạc, mình tắt cái này thì nó sẽ mất nhạc. Include hidden object, cái này giống cái hồi nãy thôi, high quality rendering là giống cái hồi nãy. Ok bây giờ mình sẽ vô phần chính, project property. Đây là project này không cần lắm, sai cái này là cái này. Ok vậy đi. Library, cái này là cái phần mà các bạn sẽ lưu trữ những cái tệp mà các bạn đang làm việc của mình. Còn đây là background, background này thì từ từ mình sẽ hướng dẫn sau nha.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo. Các bạn bấm vô cái này nè. Đấy. Các bạn sẽ có hiện một cái nhân vật. Cái này là cái thế giới các bạn sẽ lấy. Còn cái này là cái vũ khí item nè. Đấy. Còn cái này là block. Còn này là special block, ví dụ như là chest level pistol hay là size hay là cái gì đó 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 đó. Còn cái này là bộ phận cơ thể. Còn cái này là particle, nó tự có cho mình luôn nè. Đó. Còn cái này là line. Cái này cũng là line luôn. Cái này là line mình chiếu vô, còn cái này là line là mình tỏa ra. Nó giống như ánh sáng mặt trời vậy các bạn. Còn cái này giống như cái đèn pha ở trong mấy cái ô tô á. À, còn cái này là cái test. Cái test này thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn. Thì cái test này dùng không có khó đâu, đừng có lo. Còn cái này là cái hình hộp. Hình hộp thì dùng chỉ trong là không biết nữa, tùy tùy cách sử dụng. Các bạn biết sử dụng trong trường hợp nào thì có thể sử dụng rất là thoải mái đúng không? Thì đa số mình sử dụng cho bầu trời là nhiều. Còn con thì con thì mình cũng biết mình sử dụng cái gì, thực ra mình sử dụng cũng rất là ít. Nói chung hai cái này sử dụng khá là ít. Nhưng mà nếu mà biết cách sử dụng thì các bạn có thể chế thành cái thương hay là cái giáo gì cũng được. Còn surface là để ảnh vô, ví dụ như là mình lấy ảnh này đi. Đó, nó sẽ kéo thành cái các bạn gì luôn. Thì mấy cái này cũng tương tự thôi. Nè, nó sẽ có cái ảnh nhưng mà không hợp lý. Okay. Còn đây là cái camera. Cái này là cái background. Không, cái này thì đã từng giới thiệu sau, cái này cũng hơi khó nói. Cái này là audio track, là cái phần để chứa những cái tập âm thanh. Còn cái này là modal. Modal đây là phần nâng cao thì mình sẽ nói sau cùng. Ok, đầu tiên là cái character. Đây, khi bạn tạo nó sẽ ra một thân thể. Tiếp. Các bạn có thể chọn những cái thứ khác, ví dụ như zombie, spider hay là ai, hay là enderman hay là beast hay là sheep, các wolf các kiểu. À, đa số là chọn đây. Có Alex nữa nha. Đấy. Đây. Đây là tiếp một cái character này. Library nó sẽ cho mình là character tiếp này. Các bạn có thể đổi tên cho nó cũng được. Ví dụ như là tên các bạn đi, mình ghi cho anh em. Thì đổi tên qua bên này luôn. Nhưng mà nếu các bạn đổi tên qua bên này, các bạn vẫn đổi tên qua bên này được nha. Ví dụ như vậy. Đó. Các bạn bấm vô tiếp, nó sẽ hiện cho các bạn là một cái info như thế này. Tiếp property các bạn có thể chuyển đổi tên như thế này. Nhưng mà nó nghiệt cái một chỗ là trong cái phần library nó sẽ không có đổi tên, tại vì cái này các bạn đổi tên riêng cho thằng Steve thôi. Còn cái việc các bạn đổi tên trong đây là không liên quan gì hết. Cho nên mình khuyên các bạn là đổi tên trong này. Vậy đi. Đấy. Còn trong này thì mình sẽ nói sau vào mấy cái phần này, tại vì nó vẫn chưa cần thiết để nói trong đây. Đấy. Rồi. Mình sẽ còn đây là cái position. Position là cái tọa độ á. Cái EZ này giống như trong Minecraft thôi. Mình sẽ chỉnh thành không. Tọa độ ban đầu của nó là không. Đây. Rotation là cái độ, là cái góc quay á mà. Nè, ví dụ như là y là mình quay này, đó. Đây góc quay âm nữa. Đấy. Còn x thì vậy. Z thì vậy. Và nói chung là vậy á. Vâng, thì mấy cái lúc này mình cũng ít dùng cho nên không có nói gì nhiều, tại vì cái này là đây, cái loop này. Cái này các bạn không cần đụng tới đâu, đừng có lo. Cái scan. Scan là cái mức độ phóng đại của cái này. Ví dụ mình cho nó lên dài, đó là bự. Đây nó nhỏ như vậy. Đây vào luôn. Ok. Đây. Cái đi dép của nó thật sự là một. Còn nếu các bạn muốn chỉnh cho nó cao, lùn, ngắn gì đó thì các bạn bấm vô cái này nè. Đây, scan in all direction, bấm vô nó sẽ hiện ra ít ý cho các bạn luôn. Để ví dụ như mình cho nó cao là 5 block đi. Alo, mập 5 block. Cao 3 đi. Nhìn nó là sao. Ok, còn này cái độ dày nè. Ôi mẹ vừa quá tục. Ôi trời vừa. Ok, từ từ mình thấy ban đầu nè. Rồi, tiếp theo là color. Phần color đây chỉ là cái màu thôi, ví dụ như là cái default của nó chính là màu trắng và màu đen. Cái màu trắng là blend color theo mình làm mấy hôm nay thì nó là một cái màu dạng như là đây, giống như này nè. Mình chỉnh màu cái nó sẽ đỏ luôn. Đây, xanh, tím, các kiểu màu đen thì cho nó đen thui luôn. Đấy. Còn cái mix color là nó chỉnh theo dạng như là mức độ mix
biết nó sao nữa, nhưng mà khi các bạn chỉnh như vậy nó sẽ không hiện gì hết á. Em vào đó, cái nó có một cái mid person này đó. Cái khoảng kia qua nó sẽ từ từ đỏ dần và cho đến khi nó đã thẳm luôn. Và cái brightness là cái độ sáng của nó. Các bạn tách, các bạn để là không thì nó sẽ có cái độ bóng, còn các bạn để dày thì độ bóng cũng mất tiêu luôn. Ok. Đấy. Đây là sơ qua về cái phần trong cái frame. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua phần timeline. Thì timeline gồm hai phần. Một cái là phần bên frame, còn cái là phần bên project timeline. Không, mình gọi project timeline không biết có đúng hay không, nhưng mà các bạn tạo một cái thứ gì đó, ví dụ như giờ mình tạo một cái kiếm kim cương hoặc kim sắt đi, thì nó sẽ vô phần timeline và cái frame nó cũng sẽ ở đây. Đây, các bạn cứ chỉnh tự nhiên như thế này luôn. Đấy. Đó. Đây là cầm kiếm. Đây là how to cầm kiếm đúng cách. Yeah, nhưng mà khi các bạn di chuyển nó như thế này quá kiếm luôn. Ok, mình nói đùa thôi. Thực ra là cái này thì xong phần 2 mình sẽ hướng dẫn sau. Ok, tiếp theo là cái một số giới thiệu cơ bản khác. Thì đây chính là năm cái bộ phận chính. Không, cái gì cũng bộ phận chính hết á, nhưng mà cái body, cái thân nè, cái hai cái tay với hai cái chân nó khác cái đầu một cái á. Là như các bạn thấy, nó có thêm cái ben. Cái ben là gì? Đó chính là dạng như là nó có thể cho các bạn bẻ nửa người như thế này. Nói bẻ nửa người thì hơi ghê, nhưng mà mình sẽ nói là nó có thể giúp các bạn di chuyển mà dạng như giống ngoài đời thật đó. Giờ các bạn gập người xuống thì nó sẽ gập về, đúng không? Chứ ai đâu mà gập hết người như thế này, đúng không? Nói chung nó sẽ làm cho các bạn chân thật hơn vậy đó. Dựa trên thực tế bên thế giới ở ngoài đời thật thì nó vậy. Đây, cái tay cũng vậy. Ai đâu là bẻ ngược cái tay như thế này. Nếu mà mình bẻ ngược lại như thế này nó sẽ không được. Chỉ bẻ ngược điện trước nghiệp thôi. Đấy. Đây. Đó. Đây. Đấy. Cái chân cũng vậy. Cái chân thì banh ra rồi bẻ xuống. Ai đâu là bẻ hàng trước, đúng không? Bẻ hàng trước thương mắc bẻ cho anh rồi. Đây. Đây. Đã tạo dáng xong còn stiff. Mình hướng dẫn tutorial thôi cho nên mình cũng có vấn đề gì kia về mình tạo đẹp hay không. Đấy, đây là một cách tạo hình con stiff như thế này. Yeah. Thì đây, mình sẽ làm xong mình làm xếp. Tại vì nếu mà các bạn làm xong các bạn tag á, nó tag thiệt nè. Thì nó sẽ hiện một cái bảng xếp hay không. Các bạn bấm không thì nó sẽ tag. Còn bạn bấm có thì nó sẽ không hiện nữa. Á lộn, các bạn bấm có thì nó sẽ hiện. Nó sẽ xếp lại và nó tự động tag cho các bạn luôn. À, khi các bạn vô lại cái tệp đó thì vẫn còn. Đợi mình vô cái tự nhiên chơi ngu vậy trời. Hay da. Lót đi một lát hồi lâu mình sẽ cắt cái phần này. Vậy đi. Ok. Ok các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì mình đã nói rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới cái phần background. Background trong đây thì có khá nhiều thứ lên tên, nhưng mà mình chỉ cần các bạn lưu ý như thế này. Cái sunlight range đó chính là cái độ mạnh của cái ánh sáng mặt trời. Mình nghĩ vậy, cái này mình không có chỉnh cho nên cũng lo vậy. Còn cái này là cái thời gian, đây chính là giữa trưa, cứ chỉnh như thế này sẽ qua trời tối như thế này đó. Còn cái rotation là cái độ sạc mặt trời nó sẽ đi hướng nào nè đó. Ví dụ như các bạn thấy không, nó sáng sáng dần dần này, mình cũng biết cái này nhận xét sao nữa. Sunlight range cái này mình đừng có đụng tới, còn nếu muốn đụng tới thì sau này mình sẽ hướng dẫn thêm sau. Còn sơ cloud các bạn tách thì nó cũng được thôi, dành cho các bạn nào muốn làm custom sky hay là background sky trên này này thì tách cái này đi. Các bạn sẽ bấm vô sơ custom image thì các bạn gắn vô đây, hình mình này đẹp không đó. Bây giờ bỏ qua đi, tách đi. Ok, sơ ground như hồi nãy mình nói đó, tách ground đi. Còn cái ground thì các bạn có thể thêm bất kỳ block nào, ví dụ như cái lành luôn, cỏ, cây, chiên lá, ba la như thế này. Đấy, nó rất đẹp luôn. Đây, ok, mình đã default lại. Texture thì các bạn chỉ cái này texture trong Minecraft thôi, các bạn có thể chọn một cái texture bất kỳ cũng được. Rồi các bạn, cái này mình không được đâu. Cái biome thì tụi các bạn chỉnh. Cái custom thì
Cái này thì các bạn muốn chỉnh theo ý các bạn chứ mình không biết cách hướng dẫn sao hết, tại vì mình chưa bao giờ chỉnh cái này, khó lắm. Variant cái variant như là dạng như là một cái biome á các bạn. Ví dụ như đây là cỏ nè, cái cỏ nó đổi màu nè. Đó, ok. Đó, tiếp theo là scene color. Thì đây là màu của bầu trời, muốn nó đây là màu bầu trời nhìn trông rất là ảo. Đã bình thường. Cloud thì màu của mây, màu của mây thì mình bật mây lên. Đây. Bạn thấy không? Mây rất là màu sắc. Đấy. Tinh light thì đây là ánh sáng thôi. Đó, mình chỉnh gì nó tối, chỉnh gì nó vàng, vàng khè luôn. Đấy. Cho nên cái màu ban đầu của nó là màu vàng này. Ambient hình như là cái này là thuộc ở trong cái cũng biết nó cái này sao nhưng tại vì cái nói chung cái này là ánh sáng mà nó dạng như nó tối tối như thế này nè. Cái này thì các bạn chỉnh cái màu này nè, chỉnh cho buổi tối đi. Đó, buổi tối thì đây các bạn nhìn qua buổi tối nó sẽ như thế này. Đấy, buổi tối đúng đẹp luôn. Sao đúng đẹp luôn. Màu đen này. Đấy, buổi tối tụi mình nè. Đó, mình chỉnh xong cái nhìn rõ hơn luôn. Rất đẹp, rất đẹp. Đồ fog. Các bạn chơi Minecraft mà cọc thì phải các bạn sẽ biết fog là cái gì. Ok, khi mà bạn bấm fog, các bạn tắt một phần mà nó bị mờ mờ nó sẽ tắt đi. Đó, thấy không? Nó sẽ hiện rõ cái phần đằng sau này. Fog giống như cái nó bị mờ tầm nhìn vậy á. Còn enable win á. Cái này thì muốn thì cái này giống như là cơn gió vậy á. Wind speed là tốc độ gió, là tốc độ gió thổi. Các bạn chỉnh càng cao thì gió thổi càng nhanh. Còn wind strength thì độ mạnh của gió thì các bạn chỉnh càng cao thì nó đung đưa càng mạnh. Nói chung là nhìn nó ảo diệu lắm. Mình tốt nhất là các bạn một là để default, hay là chỉnh lên tí tí thôi cho đừng có chỉnh mát nha. Nhìn nó ảo lắm, các bạn tự chỉnh đi. Còn overlap. Phải mình đọc tiếng Anh. Ok, nói thiệt cho mình biết đọc cái này. Ok, cái này mình cũng làm gì. Cái này chắc cũng cần đâu, text to animator speak. Text to animation speak cái này cũng được cái chỉnh nha, tại vì không cần thiết đâu, mình trước mình có chỉnh rồi phải mà thôi, bỏ qua đi. Cái phần resort cái này thì không cần lắm, tại vì nó liên quan tới resort back thôi, cho nên thôi bỏ qua. Ok, vậy là chúng mình đã giới thiệu xong phần property rồi. Bây giờ thì tới phần camera. Đây, camera. Camera thì cũng vậy thôi, đây. Các bạn di chuyển camera trong đây, khi các bạn di chuyển ở màn hình chính như thế này nó sẽ không di chuyển camera đâu. Đấy. Chính là camera của chúng ta. Thì cái camera này nó nhiều effect. Đây. Cái này thì tương tự như cái hồi nãy thôi. Color thì đây. Cái này là chỉnh cho cái màu trong camera giống như là bột màu dạng vậy đó. Ok. Đấy. Field of view có nghĩa là cái tầm nhìn của cái camera. Đấy, các bạn càng gần thì các bạn kéo vào bên trái thì nó sẽ càng gần, mà kéo bên phải thì nó sẽ càng xa. Đỉnh lắm đi. Còn cái play là cái gì mình cũng biết, nó có cái mới play angle là cái gì, angle chứ. Ok, rotation airborne cái này thì nó quay thôi, giới thiệu sơ thôi chứ mình không có giới thiệu chính nha, tại vì sau này cái đó liên quan tới phần nâng cao của trong mạng camera rồi. Camera sắc cũng vậy. Depth of field có nghĩa cái phần này là nó sẽ làm mờ cái phần đằng sau camera các bạn thôi, không có gì hết. Thấy chưa, nó mờ nè. Đó. Blur size. Nè, nó mờ. Các bạn thấy bóng bầu trời nè, nó mờ mờ nè. Đấy. Đó. Các bạn biết chỉnh là nhìn nó rất là đẹp luôn. Range. Range là cái RGB á. Giống vậy nè. Như nó có gì đằng sau vậy á. Okay. Bloom blended color correction film grain vignette drama abrasion distort. Nói chung mấy cái này thì nó thuộc trong cái phần nâng cao rồi. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn sau, thì video mình đây cũng kết thúc rồi. Nói chung cái tập đầu tiên các chỉ giúp các bạn làm quen với mấy cái đoạn như đó thôi. Thì cái phần cơ bản nhất đó chính là nhân vật và camera này, đến cực kỳ dễ luôn các bạn.
hồi hồi mình ở trong nhóm bạn ở trong nhóm á, mình thấy có nhiều người mà làm ai mới tập mới làm á, không dùng camera để gì tắt cái camera này. Nó dễ chịu cho bầu trời này hết, nhìn khó chịu, nhìn cực kỳ khó chịu luôn. Thì ok, thì các bạn nếu mà muốn mình tiếp tục làm cái này để hướng dẫn làm animation hay là intro cho riêng các bạn thì hãy cho mình một like, một subscribe và mình sẽ cố gắng soạn những cái thứ cần thiết ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn. Còn nếu không hiểu thì cứ chat dưới phần comment cho mình. Ok, thì tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Bye bye.